Thì giờ mình tìm bệnh ở vườn đi ha, để mình hướng dẫn cho mà cách mọi người luôn. Đó, giống như cái lá vàng đó, đó. Thì đây là một số lá vàng, thì mình cách xử lý sao đó. Hi, em xin chào tất cả các bác anh chị thích coi lan, và hôm nay em sẽ gặp lại anh Thi là chủ vườn hoa lan đẹp cũng gần Hưng Long, Bình Chánh của mình. Thì giờ theo chân của em để đi tham quan một vườn lan của ảnh, cây giống của ảnh, và đặc biệt hơn nữa đó là hôm nay em sẽ hỏi ảnh để đột nhập vào vườn lan này để hỏi một số cách phòng trừ bệnh cho lan trên mùa mưa, không anh chị ha, cũng vào thời điểm mùa mưa rồi. Và ngay sau đây hãy cùng theo chân em để đi tham quan nha quý anh chị ha. Đi nào, đi ha quý anh chị ha. Chào anh Thi ơi. Chào anh Thi. Chào mọi người trên kênh anh ha. À, hôm nay khỏe đó anh ha. À, cái vườn này là vườn thứ hai của anh đúng không anh? Vườn này vườn thứ hai của anh. Dạ. Dạ. Thì trong mùa này anh. Thì giờ mình tìm bệnh ở vườn đi ha, để mình hướng dẫn cho cách mọi người luôn. Đó, giống như cái lá vàng đó đó. Thì đây một số lá vàng, thì mình cách xử lý sao anh ha? Thật sự lá vàng thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Dạ. Mà những cái nguyên nhân căn bản ví dụ như là dư nước, thiếu nước. Dạ. Rồi bị nhện đỏ hút chích. Dạ. Hay là những cái bệnh mà mình không phát hiện á. Dạ. Với lá từ từ nó loang vàng lá. Dạ. Thí dụ bệnh nhện đỏ anh, hiện tại giống như một cái lá vàng này đi. Nó rớt vậy. Thì mình sẽ mình phòng trừ nó như thế nào? Thứ nhất là mình xác định nó có phải nhện đỏ không, thì mình lật bên dưới lá lên. Cái nhện đỏ nó còn nó ăn, nói chung là trắng nhất, đang thui cái lá luôn. Là mình biết đó rất là nặng rồi. Mình mua mấy thuốc nhện đỏ trên thị trường xịt, ví dụ như Alpha Mai và một vài loại nữa xịt luân phiên. Một lần Bé siêu đúng không anh? Bé siêu rồi cũng tốt, rất là tốt. Sinh học. Rồi còn phải xịt bên dưới lá cho thật kỹ. Xịt thường á, nhện đỏ gì không được là do mình xịt không có tới. Tại vì nó bên trong này rất là khó xịt, và nó nằm bên dưới lá, nhện đỏ nằm bên dưới lá nên mình rất là khó luồn cái bét vô trong để mình xịt. Rồi là mục đích cuối cùng mình làm sao mình xịt được ướt cái mặt lá dưới của tại dưới đúng không? Và nói chung là phà nhẹ bên trên đúng rồi. Thí dụ mà người ta mấy anh chị mà chơi lan ít á thì có thể là phun từ ở dưới phun lên luôn đúng không anh? Được, ok, phun sao mình tất cả là cách phun nào cũng được. Mục đích cuối cùng mình làm ướt cái lá bên dưới, tấn công vào cái phần nhện đỏ nó đang ăn cái lá bên dưới. Rồi phun qua bên trên một cái nữa là xong. Rồi còn nguyên nhân khác nữa là của mùa này thì mùa mưa, nói chung là canh nước rất là khó. Nó hay thối nhũng, hay vàng lá rất nhiều. Và những cái loại thuốc nấm nhà vườn mình hay sử dụng á thì nói chung là một cấp tăng, hai là Metalic Seal, ba là Mr. Top. Nói chung là ba loại đó thì rất là ổn chống thối nhũng. Rồi ngừa rất là nhiều bệnh. Phổ rộng quá mà. Ví dụ mình sử dụng Amitatop anh thì giống như là mình phòng ngừa qua sơ đó thôi đúng không anh? Hình như là sau lưng anh là có một cái cây này nè. Anh. Đây nè. Thì nó hơi có đốm đó là cái này sao? Thì cái này nó cũng là một dạng nấm bệnh. Dạ. Thì cái này là mình thường là phun Amitatop là sẽ ok. Dạ. Nhưng mà Amitatop rất là mắc tiền nên vườn mình chỉ phun được một tháng phun một lần thôi. Dạ ok. Nói tóm lại Amitatop thì chị rất là nhiều bệnh, và đặc biệt là lá vàng này xịt rất là tốt. Dạ dạ. Khi bị lá vàng nhiều xịt Amitatop sẽ hạn chế được lá vàng rất nhiều. Và phần còn lại của mình là canh nước cho ok ha, không dư nước và cũng không thiếu nước. Mình tiếp tục di chuyển ha. Cái vườn này hiện tại đang diện tích là khoảng nhiêu anh Thi? Một mẫu hai. Một mẫu hai ha. Hiện tại là đa số là trồng cái giống gì anh ha? Bên anh là trồng cái chính là Dendro. Còn ngoài ra còn có vũ nữ, Monera. Mình cá là da và cây con hàng học. Phụ nữ cây con cá là da. Anh từ cái lúc mà đây đây. Từ cái lúc mà mình cây con khi mình mua về ở vườn mình mua về, thì nếu mà mình không biết cái chế độ của cái phân bón á, ở đó thì mình có thể là cái cách nào để giống như để mình chăm sóc nó tốt hơn? Tại vì thí dụ cây con đem về đôi khi mình trồng nó bị teo tớp cái giả hành lại. Thì cái đó bên vườn anh á thì anh không biết vườn khác như thế nào, mà vườn anh thì thường xử lý như thế này. Tại vì bên Thái về trước khi về á là nó sẽ sấy khô, cây nó đã rễ đã chết hết rồi. Thì về Việt Nam mình tốt nhất á thì mình cũng không cần phải trồng liền, bỏ một cây vô một chậu như vậy đó, rồi chừng nào cho nó ra rễ xanh thì mình trồng, đó là tốt nhất. Sử dụng phân thuốc đúng rồi. Đầu tiên về là mình sẽ đi thuốc nấm B1 để cho rễ ra, với lại phòng ngừa những cái
cái bệnh thối nhũng lỡ mưa xuống hay này kia, rồi từ từ có rễ xanh là mình trồng là nó phát triển cực nhanh và không bị thối nhũng. Thì cái lưới anh, thì cây con mình sử dụng lưới xanh ha anh? Cây con thực sự thì nó cần ít ánh sáng hơn cây lớn. Mà mùa mưa này thì không sao, với mùa nắng thì mình có thể che thêm một lớp lưới nữa thì giúp cho rễ ra rất là nhanh. Thì căng lưới ngay đường đi mình cũng là cái mình làm để cho nó gió nó luồn vô thôi phải không anh? Chứ mình sao mình không căng ngang thẳng luôn mà phải làm hai cái mí. Cái này là mình nói chung là để gió nó luồn đi để cái vườn mình nó không bị lấp. Dạ ha anh. Chứ mình bất kính hết thì nó sẽ thành giống một cái dù vậy đó, nó sẽ bung lên rất là nguy hiểm cho vườn mình. Thì muốn đặt câu quý anh chị muốn đặt câu hỏi với anh Thi hoặc là muốn làm em clip những cái clip như thế gì, như thế nào, nội dung ra sao, hoặc đặt câu hỏi gì, quý anh chị có thể comment vào cái video phía bên dưới này để comment, để góp ý với bên em để bên em ngày càng hoàn thiện hơn nữa ha quý anh chị. Đó là quý anh chị đang góp phần để em tạo cái nhiều video chất lượng hơn nữa về kỹ thuật của trồng lan cho quý anh chị. Thì rất mong nhận được sự đăng ký của quý anh chị cũng như là chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa để tạo động lực cho em đi quay nhiều vườn hay hơn nữa, và anh Thi cũng sẽ chia sẻ những cái điều mà hay và thú vị hơn lan nữa. Những điều mà quý anh chị có thể tới vườn lan mà quý anh chị hỏi ít ai trả lời lắm, thì em sẽ hỏi thẳng và anh Thi sẽ trả lời thật luôn ha anh Thi. Ok, nè anh, hiện tại ở đây hình như có cây đó, cái đọt nó bị gì nè? Nó bị thối nhũng. Có lẽ là phân động trên này nhiều quá hoặc là nước dư quá thì nó sẽ bị thối như vậy. Những cái khi mà thối như vậy thì mình sẽ đúng rồi, cái này thối sẽ bóc ra. Đúng rồi, nó hôi luôn anh. Đừng có bị lây lan. Đúng rồi. Rồi. Xong rồi mình sẽ bỏ vô một cái bao hay một cái giỏ rác gì đó. Rồi mình dục vô thùng rác cho gọn luôn, chứ không thì nó sẽ lây rất là ghê. Quan trọng là cái khâu vệ sinh này cũng rất là quan đúng trọng. Đúng rồi, cái cây nó cũng khá là đẹp. Nhưng mà nó bệnh. Cái này nếu mà mùi hôi nó nhanh lây lan nhanh lắm phải không anh? Nó lây lan nhanh lắm. Đúng rồi, cái ngọn này. Đúng rồi. Ngọn này thúi nó sẽ lây tiếp. Đây anh chị. Thấm cho nó, thấy nó bị thối nhũng. Đó thì một số để anh Thi chia sẻ tới gửi gắm tới quý anh chị. Thì vườn của ảnh hiện tại đang là từ cách chợ Hưng Long, đường chợ Hưng Long thành phố Hồ Chí Minh mình á, thì quý anh chị có sạch chợ Hưng Long và vào đi theo con đường trạm y tế xã Hưng Long á, thì quý anh chị chạy thẳng vào ngó bên tay phải thì có một vườn lan. Ảnh đây là vườn lan thứ hai của ảnh thôi, còn một vườn lan nữa cách đây cũng khoảng bao nhiêu anh, cây mấy, khoảng một cây số nữa. Vườn cũng rất là lớn, đây là chuyên về hàng cây con thôi. Cảm ơn anh Thi rất nhiều. Hẹn gặp lại anh Thi những video lần sau. Chào tạm biệt anh Thi. Xin chào tất cả mọi người. Nếu có ý kiến gì đóng góp với Phong để có gì mình cũng học hỏi. Dạ. Xin chào, hẹn gặp lại.